tự tánh của bốn tịnh lự không sở hữu chẳng thể nắm bắt được tự tánh của bốn vô lượng bốn định vô sắc không sở hữu chẳng thể nắm bắt được tự tánh của tám giải thoát không sở hữu chẳng thể nắm bắt được tự tánh của tám thắng xứ chín định thứ đệ mười biến xứ không sở hữu chẳng thể nắm bắt được tự tánh của bốn niệm trụ không sở hữu chẳng thể nắm bắt được tự tánh của bốn tránh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo không sở hữu chẳng thể nắm bắt được tự tánh của pháp môn giải thoát không không sở hữu chẳng thể nắm bắt được tự tánh của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện không sở hữu chẳng thể nắm bắt được tự tánh của mười địa bồ tát không sở hữu chẳng thể nắm bắt được tự tánh của năm loại mắt không sở hữu chẳng thể nắm bắt được tự tánh của sáu phép thần thông không sở hữu chẳng thể nắm bắt được tự tánh của mười lực phật không sở hữu chẳng thể nắm bắt được tự tánh của bốn điều không sợ bốn sự hiểu biết thông suốt đại từ đại bi đại hỷ đại xả 18 pháp Phật bất cộng không sở hữu chẳng thể nắm bắt được tự tánh của pháp không quên mất không sở hữu chẳng thể nắm bắt được tự tánh của tánh luôn luôn xả không sở hữu chẳng thể nắm bắt được tự tánh của trí nhất thiết không sở hữu chẳng thể nắm bắt được tự tánh của trí đạo tướng trí nhất thiết tướng không sở hữu chẳng thể nắm bắt được tự tánh của tất cả pháp môn đà la ni không sở hữu chẳng thể nắm bắt được tự tánh của tất cả pháp môn tam ma địa không sở hữu chẳng thể nắm bắt được. Tự tánh của quả dự lưu không sở hữu chẳng thể nắm bắt được. Tự tánh của quả nhất lai bất hoàn A-la-hán không sở hữu chẳng thể nắm bắt được. Tự tánh của quả vị độc giác không sở hữu chẳng thể nắm bắt được. Tự tánh của tất cả hạnh đại Bồ Tát không sở hữu chẳng thể nắm bắt được. Tự tánh của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật không sở hữu chẳng thể nắm bắt được.